Trước màn ảnh nhỏ của quý vị các bạn là trận đấu siêu kinh điển giữa hai cầu thủ lớp 8 và cầu thủ lớp 2. Đây là trận lượt về, ở trận lượt đi cầu thủ lớp 8 thắng cầu thủ lớp 2 với tỷ số 9-7. Và đây là trận lượt về, cầu thủ lớp 2 mặc áo số 7, quần đen và áo trắng, cầu thủ lớp 8 mặc quần đen và áo cam. Trận đấu bắt đầu. Pha đi bóng rất quen thuộc của cầu thủ lớp 2. Rất kỹ thuật. 1-0 cho cầu thủ lớp 2. Pha đi bóng của cầu thủ lớp 8 không thành công. Tiếp tục là cầu thủ 2. Pha đảo bóng. 2-0 rồi. Những pha xử lý rất đẳng cấp của cầu thủ lớp 2. Rất khỏe ạ. Cầu thủ lớp 8 hôm qua là cầu thủ lớp 2. Pha cắt bóng qua đầu của cầu thủ lớp 2. 3-0 rồi. Vì cái cú hôm nọ không được người yêu nên cầu thủ lớp 2 mày đá rất máu. 3-0 rồi. Cầu thủ lớp 8 qua cầu thủ lớp 2 rồi. Tuy nhiên anh để bóng quá dài và bóng đã đi hết đường biên dọc. Rất kỹ thuật. Pha vặn sườn rất hay. Tỷ số là 4-0. Cầu thủ lớp 8 cố lên nào. 4-1 rồi. Lật kỹ thuật. Khoa người rất thành công. 5-1 rồi. Cầu thủ lớp 2 rất cay cú và hôm nay anh đã thi đấu hết mình. Pha xử lý rất đáng tiếc của cầu thủ lớp 8. Rất kỹ thuật. Hai cầu thủ đã hào thở hồng hộc trên sân rồi. Qua người rồi. Tỷ số là 6-1. Giao lại bóng đi. 6-1 rồi. Hai cầu thủ cần nghỉ không? Mới có 2 phút 42 giây thôi mà các cầu thủ đã thở hồng hộc rồi. 6-2. Pha xử lý rất giống tiền đạo người Bồ. Bảy một. Xin lỗi quý vị các bạn, tỷ số đang là 72 nghiêng về cầu thủ số 7. 73. Cầu thủ lớp 8 phải thi đấu quyết liệt vào chứ. 82. Cầu thủ lớp 8 rất cao to, nhưng hôm nay anh không đá hay bằng hôm qua. Pha xử lý rất tinh tế. 9-3. Vâng, chỉ 1-0 nữa thôi thì trận đấu sẽ kết thúc. Hôm nay cầu thủ lớp 2 rất cay cú vì hôm nọ đã thua cầu thủ lớp 8 với tỷ số 9-7. Cầu thủ lớp 2 chỉ còn một bàn thắng nữa để anh ta không thèm ghi bàn. Anh ta vẫn tinh vi như ngày nào. Vẫn không thèm ghi bàn. Trận đấu đã kết thúc với tỷ số 13 nghiêng về cầu thủ lớp 2. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào hôm sau.